Bay đi, bay không? Bay đâu, bay, bay, bay. Con mẹ nó đá kìa. Con cứ ghê vậy. Đẹp nhỉ. Nhà trước, nhà cháu trước có 30-40 con nhưng mà chả có tiền đâu cả. Bò thì càng chục con trong dự định ấy. Trên. Đẹp nhỉ, nhìn như là giống con gì chú? À, giống cừu nhỉ. Mẹ nó biết đấy phết nhỉ. Ờ, con mẹ nó giữ đấy. Giữ phết. Sợ nó hút. Mày chụp ảnh, chụp ảnh đi, chuyển anh chụp ảnh đi. Từ. Chụp đi. Ô, nó vào đây gì đây? Bắt chuột đó. Bán một con dê này. Cái chỗ mày cháu chưa thấy con nào trắng này đâu nhá. Nhà anh muốn gì đẹp thế? Đẹp giờ sao lại trắng bóp như này hả? Nhìn như kiểu ấy. Con này bị bể tạng đấy. Kiểu đây là lai kiểu á? À, con này lai là thực sự đấy. Đây kiểu à? Đi đâu về mới đây? Nhà nào ăn mình? À, không phải cậu biết được bếp ăn cả. Thằng ba đi, thanh niên còn trả thanh niên. Nhưng mà Vinh mai đi rồi để cho ba con nó. Thật. Thật.
Thì đi bao nhiêu lâu mà chờ hẳn một tiếng? Nó mời bao nhiêu giờ? 9 giờ, tao 9 rưỡi vào thì ngồi chờ đến gần 11 giờ. Tiếp. Quá kém. Ơi hả?